Trúng cá chép rồi các bạn. Trúng cá rồi đấy. Khá là to đấy. Kìa. Nó bắt đầu chạy kìa. Ý da. Hơi căng. Trúng cá chép rồi các bạn. Trúng cá rồi đấy. Khá là to đấy. Nó bắt đầu chạy kìa. Ý da. Hơi căng. Cái vợt à. Trưởng cá chép mà may quá. Hôm nay lại thêm. Nó chạy ghê quá. Lâu ngày không được chạy hay sao ấy. Cho nó về đằng kia mình đấy, xong là đằng kia nó mình hôm nay đi dày không lội được nước đây rồi, nó về đây rồi. Đúng là cá tự nhiên nó khác, nó khê hẳn các bạn. Bao bơ. Đó. May mắn chưa các bạn? Được một em cá chép khá to luôn này. Hôm nay lại vui mừng rồi, đến cuối cùng là mình cũng đã bắt được em nó. Tự nhiên nó chạy khỏe lắm các bạn. Đây. Đến lượt cho chụp. Anh ơi. Yên. Đây này cả nhà. Con này phải được tầm cân rưỡi đấy. Rồi. Xuống nước. Các bạn.
tiếp rồi các bạn. Em chép độ 3 lạng các bạn. Chép hay giết. Có cá to các bạn ơi. Lại gãy gọn rồi. Mình ép nó quá. Con này phải 4 cân các bạn ạ. 4 cân luôn nhá. To lắm này. Gãy cả cần chứ ạ. Vì em nó bẻ cần. Quá to luôn. Mình dính mãi mới được ấy. Hôm nay đi không đem vợt nên là đánh rất là khó. Khó thế. Vâng. Mình cho nó lên được nó không đứt à? Cháu phải rong ôm nó đấy. Gãy bất cần rồi. Rồi. Có đây nữa gì ấy?